Xin chào các khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2020 và còn vài giờ nữa là chúng ta mừng Chúa Giáng sinh. À, chúc quý vị sẽ có một đêm an lành và đầm ấm. À, và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi một số tin đáng chú ý. Tổng thống Trump ân xá cho bố chồng của con gái là Ivanka. Twitter sẽ xóa số người theo dõi tài khoản của Tổng thống Trump khi chuyển cho ông Joe Biden biến thể COVID-19 mới ở Anh quốc đã lan tới Singapore và Israel. Hàng ngàn tài xế xe vận tải bị mắc kẹt ở gần biên giới Anh quốc trong ngày lễ Giáng sinh. Giới chức Cộng sản Việt Nam liên tiếp thăm Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp tục ân xá cho các đồng minh thân cận, bao gồm cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử là Paul Manafort cựu cố vấn Roger Stone và ông Suya là ông Kushner, Charles Kushner. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc vào ngày 23 tháng 12, thì Tổng thống Hoa Kỳ lần này ân xá cho tổng cộng là 26 người và giảm một phần hoặc là toàn bộ án cho ba người khác. Đợt ân xá thứ hai trong vòng 2 ngày vừa qua được công bố ngay sau khi Tổng thống Trump đến Florida để nghỉ lễ. Ông Manafort bị buộc tội trong cuộc điều tra nhắm vào à, cáo buộc là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị buộc tội vào tháng 11 năm 2019 và từng được Tổng thống giảm án hồi tháng 7 năm 2020. Với lệnh ân xá của ông Trump, ông Manafort sẽ không phải chịu hết án tù là 7 năm rưỡi. Một nhân vật khác được ân xá là cựu cố vấn Roger Stone của Tổng thống Trump nhân vật cũng bị kết án 3 năm 4 tháng tù do 7 tội, tội danh, trong đó có mua chuộc nhân chứng và khai mang trước các thượng nghị sĩ quốc hội liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 4 năm về trước. Ông Stone cũng từng được giảm án vào tháng 7 năm 2020. Một nhân vật khác đáng lưu ý đó là ông xui của tổng thống Trump là Charles Kushner. Ông Kushner là cha của Charles Kushner, con rể và cố vấn của tổng thống Trump và là một nhà phát triển bất động sản. Ông này bị kết án 2 năm tù sau khi nhận tội vào năm 2004 cho 18 cáo buộc gồm có trốn thuế tài trợ, các chiến dịch bất hợp pháp. Việc tổng thống Trump ân xá cho ông Xui đã được dự báo từ trước. Theo quy định thì lệnh ân xá của tổng thống có thể được áp dụng cho một người tại bất kỳ thời điểm nào sau khi người đó phạm tội, nhằm thể hiện sự tha thứ của tổng thống trong thực tế lệnh ân xá sẽ giúp người phạm tội khôi phục các quyền công dân như quyền sử dụng súng, giấy phép hành nghề v.v có liên quan đến án tích tổng thống Trump vào hôm 22 tháng 12 đã ân xá cho 15 người gồm ba cựu à, thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa và giảm một phần hoặc là toàn bộ bản án của năm người khác điều này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người khi mà cho rằng Tổng thống Trump sẽ sử dụng quyền hạn của mình để giải cứu những đồng minh trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Và trong một diễn biến khác, thì Tổng thống đắc cử là ông Joe Biden có thể sẽ cần một lượng người theo dõi mới trên Twitter vì mạng xã hội này thông báo sẽ xóa tất cả những người theo dõi tài khoản là POTUS và White House theo ông Rod Vatterity thì giám đốc kỹ thuật số thuộc nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống Joe Biden vào ngày 23 tháng 12 theo giờ Hoa Kỳ thì chính quyền mới sẽ tiếp quản tài khoản Twitter chính thức của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ chính quyền đương nhiệm mà không có bất cứ người theo dõi nào cụ thể Twitter thông báo chính quyền của ông Biden sẽ không tiếp quản hơn 33 triệu người theo dõi trên tài khoản POTUS và 26 triệu người theo dõi của tài khoản White House. Twitter sẽ xóa hết số người theo dõi trên các tài khoản à, và sau khi tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021, điều này đồng nghĩa với việc ông Joe Biden tiếp quản các tài khoản trên mà không có người theo dõi. Và liên quan đến các nước ở Á châu thì các thủ vị Singapore và Israel à, xác nhận là đã có các ca mắc biến thể virus corona mới được tìm thấy ở Anh Quốc, loại virus này được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với à, chủng ban đầu theo hãng tin Reuters thì nhà chức trách của Singapore vào ngày 24 tháng 12 hôm nay cũng đã thông báo là đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể virus corona mới biến thể virus corona mới à, B1.1.7 được biết đến với tên gọi khác là VUI.2020.12 chữ VUI là viết tắt của những chữ cái đầu của cụm từ là variant under investigation tức là biến thể được điều tra cùng với ca bệnh này thì 11 trường hợp khác cũng được cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bước đầu với VUI và đang còn chờ thêm kết quả xét nghiệm khẳng định cuối cùng tất cả những ca này đều từ Âu Châu trở về Singapore hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy chủng virus mới này đang lây lan hoặc là đã lan rộng trong cộng đồng đó là lời của Bộ Y tế Singapore cho biết à, những người mắc bệnh được xác định nhiễm biến thể VUI đã từ Anh Quốc tới Singapore vào ngày 6 tháng 12. Người này đã được cách ly y tế theo quy định ngay khi tới và có kết quả dương tính vào ngày 8 tháng 12. Mọi trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân này đều đã được cách ly y tế và có xét nghiệm âm tính ở thời điểm cuối giai đoạn cách ly. Singapore đã tiến hành giải mã bộ gene của virus với các trường hợp được xác định mắc Covid-19 có lịch sử đi lại gần đây ở Âu Châu. Singapore cũng đã ngăn chặn à, nhập cảnh đối với các du khách gần đây tới Anh Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm biến thể virus corona mới. Cũng liên quan đến phần tin ở Âu Châu, thì à, Patricia là một tài xế từ Ba Lan là một trong hàng ngàn người đã mắc kẹt ở trên xe tải hai ngày vừa qua gần biên giới Anh Quốc, thậm chí là không có nước uống. Trong chiếc áo bảo hộ màu vàng, thì anh Patricia tranh cãi với một cảnh sát chỉ lúc hàng chục người chặn một vòng xuyến bên ngoài sân bay là Manston của hạt Kent, phía đông nam của nước Anh. Hôm 23 tháng 12, đám đông tài xế xô đẩy cảnh sát và la hét. Họ tức giận về tình trạng thiếu cơ sở vật chất và xét nghiệm Covid-19 trong thời gian mắc kẹt tại đây. Hơn 5.000 xe tải đã bị kẹt ở trên cảng Dover trên đường chở hàng qua eo biển Manche sau khi Pháp vào hôm 20 tháng 12 đã ban hành lệnh cấm người từ Anh quốc nhập cảnh và đóng cửa đường hầm biên giới qua eo biển do lo ngại về chủng Covid-19 mới được cho là lây lan dễ hơn so với những cái chủng cũ. Đến cuối ngày 22 tháng 12, Pháp đồng ý tái mở cửa biên giới của Anh Quốc nhưng những người muốn nhập cảnh phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Với giới chức của Anh cam kết sẽ tiến hành xét nghiệm bằng que thử nhanh cho các tài xế và bởi phương pháp này có thể giúp cho phát hiện Covid-19 chủng mới và cho kết quả trong 40 phút thay vì là phải chờ 24 giờ như xét nghiệm của PCR. Những người dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm bằng que thử sẽ được xét nghiệm lại bằng PCR. Nếu kết quả vẫn dương tính, họ sẽ được đưa vào khách sạn để cách ly. Công tác xét nghiệm cho các tài xế xe tải ở cảng Dover bắt đầu được tiến hành từ chiều ngày 23 tháng 12. Liên quan đến phần tin đến Việt Nam, thì các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không chỉ đến thăm Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn nhân dịp Giáng sinh, mà còn thăm Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. À, Hồng Y Phạm Minh Mẫn năm nay đã bước qua tuổi 86. À, từng đảm nhiệm vị trí tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Hồi năm 2014, thì Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Bản tin của báo Vietnamnet vào hôm 23 tháng 12 cho biết là bà Trưng Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh đối với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn còn theo tường thuật của báo Sài Gòn vào hôm 21 tháng 12 thì ông Trần Lưu Quang, phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn cũng dẫn một đoàn tới thăm đức Hồng Y. Đáng lưu ý báo Sài Gòn mô tả là ở tuổi 86, đức Hồng Y vẫn còn minh mẫn, hồi tưởng lại những năm tháng từ quê hương Cà Mau đi học về quản trị ở Mỹ rồi làm giám đốc đại chủng viện ở Cần Thơ 23 năm và đào tạo 117 linh mục. Đức Hồng My cũng cho biết là từ buổi đầu đến nay, luôn chủ trương phải liên kết mọi người trong yêu thương và bình an, để góp phần xây dựng không những cho giáo hội mà còn xây dựng cho đất nước phát triển. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi sáng của Người Việt TV. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp và chúc quý vị sẽ có một đêm Giáng sinh an lành.